Cảm ơn Durex đã đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình cởi mở về tình dục và tình yêu. Hãy bấm theo dõi và mua hàng chính hãng tại Shopee Mall. Ngoài ra, Durex vừa ra mắt dòng sản phẩm mới Durex Jeans, vẫn đảm bảo an toàn cho cuộc yêu thêm thú vị với chất lượng bạn luôn tin tưởng từ Durex. Chào mừng mọi người đã đến với Cởi Mở tập 3 với chủ đề Cyber Sex nên hay không? Và trong chương trình hôm nay tụi mình sẽ tạm dịch Cyber Sex hoặc là Sexting thành điện tình. Và bây giờ là tới phần giới thiệu các host. Và như thường lệ trong ngày hôm nay mọi người phải tự giới thiệu bản thân mình và trong đó phải có chữ điện tình. Xin mời Trang. Hi, xin chào tất cả mọi người. Mình là Trang Chuối và mình cần có điện để làm tình. Chết rồi, em chứ ok, em của chị. Như thường lệ, chào các bạn. Mình là Tạ Quốc Kỳ Nam và là một người đã từng điện tình. Nhưng mà không có thể chuyện đó làm. Mình là Thùy Minh. Mình là người đã từng, nếu không có điện thì không làm tình. Đúng đấy, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn đấy. Rồi chúng ta đến với cái chủ đề. Và trước khi mà chúng ta vào cái chủ đề của ngày hôm nay thì Thùy rất là cảm ơn Durex, là thương hiệu bao cao su hàng đầu thế giới, đã giúp đồng hành. Bởi vì nếu không có Durex thì sẽ chắc là chúng ta không thể cởi mở được. Điện tình là cái từ mà chúng tôi dịch vui. Điện tình có nghĩa là tình điện tử, nghĩa là cyber sex. Thế thì cyber sex thì nên hay là không? Thì trước khi mà chúng ta vào thì mọi người cũng lưu ý là đã có người lạ ơi, trong tuần trước thì đã có nổi ra một cái cuộc tranh cãi mà nghe nó rất là đáng yêu, giữa việc là mình phone sex, tức là mình gọi điện để hoặc là nhắn tin hay là sexting đó, gọi điện để mà làm tình qua điện thoại hay là nhắn tin, những cái nhắn tin hoặc là gửi video. Đấy, thì cái cuộc tranh cãi này nó cũng bất phân thắng bại. Nó cũng không có đúng sai trong những cuộc tranh cãi như này. Nó chỉ là cái gu của mỗi người. Nên bây giờ nó quay về gu. Thì xin mọi người chia sẻ là mình là kiểu gì. Hôm nay cho Nam nói trước. Nam nói luôn nhá. Là nhìn Nam như vậy thôi, nhưng mà đối với Nam, đến với cái chuyện điện tình này thì Nam là kiểu don't ask, don't tell. Nghĩa là không chủ động xin và cũng không chủ động gửi. Đấy, trông Nam như thế này thôi, nhưng mà nhưng mà Nam sẽ refer là như thế này ở ngoài đời hơn là trên mạng. Bởi vì có rất nhiều cái để mất. Ok, tức nghĩa là từ trước đến giờ anh cũng không bao giờ cyber sex. Không phải là không bao giờ, tức là cũng đã từng có những cái trải nghiệm liên quan và kể cả là bị leak nữa. Rồi mình sẽ tới cái khâu đó. Bây giờ mọi người hãy chọn phe để chúng ta biết là chúng ta sẽ bắt đầu tấn công ai. Ok, hôm nay thì Trang lại chọn là sexting, tức nghĩa là chỉ nhắn tin hoặc là gửi video thôi, chứ lại không chọn video call. Thế thì mình nhá, trông vậy không phải vậy nhá. Trong hai cái tập trước là mình rất là nhục mặt, vì lúc nào mọi người cũng bảo là một là mình diễn, hai là tóc mái của mình có vấn đề gì không. Thì hôm nay mình đã quyết định vùng lên. Một là mình đã không gội đầu để tóc của mình nó không bị trẻ ra làm đôi nữa. Thứ hai là trong cái hai vế này thì mình là người yêu thích cả hai. Tức là về cyber sex là mình làm cả hai. Và mình thấy mình hiện ở cái thời điểm nó nhìn lại những cái trải nghiệm đấy thì mình không có một cái trải nghiệm xấu nào về chuyện điện tình hết. Rồi. Thế thì mình không biết là những người xem cái podcast này thì các bạn đã trải nghiệm gì. Nhưng mà chắc là chúng ta chia sẻ luôn là cái lý do tại sao mà khi chúng ta lựa chọn cái chuyện là có điện tình hay không, rồi điện tình theo cách nào, thì là lý do là gì? Nào Nam trải nghiệm đau đớn. Nói đau đớn thì không đau đớn mà nó vui. Mà trước khi tới cái câu chuyện đó thì em rất muốn cảm ơn khán giả đã đón nhận cái chương trình của chúng mình với một thái độ rất là văn minh và cởi mở. Nó làm cho em cảm thấy yêu thích công việc này đến độ mà quên mất là trước khi có cái công việc này mình làm cái gì trong đời. Cảm ơn những người đứng đằng sau cái máy quay nữa, bởi vì mọi người làm cái chuyện này diễn ra. Cảm ơn nhà tài trợ Durex đã đồng hành. Và những lời cảm ơn như là chúng ta đang ở tập cuối, nhưng mà nào mời. Rồi bây giờ em vào vấn đề tại sao nha. Em sẽ kể mọi nghe câu chuyện trải nghiệm khi có hình bị leak lên mạng. Nó cũng không tới nỗi hỏi hay như mọi người nghĩ. Thì vào cái hôm đó thì buổi tối hôm đó em đang nằm thì bạn nói Nam, bà Nam, trời đất ơi là trời bà coi nè, link gửi em một cái link Tumblr. Như mọi người biết cách đây mấy năm thì cái chuyện hình sex bị leak lên Tumblr rất là nổ rồi ra. Thì mình bấm vào mình rất hồi hộp, mình không biết là chuyện gì đang diễn ra đây. Thì quả thật là tới cái hình của mình đập vào cái bài post đó là cái hình của mình. Nhưng mà
thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đó không phải là một cái hình hở hết, chỉ đơn giản là em đang mặc cái quần tắm rất là hot và đứng trên bãi biển thôi. Nhưng mà lạ một điều là cái blog đó là chuyên môn đi sưu tầm hình của trai bị leak ra, bị hở hên bị leak ra, thì toàn bộ là hình nude, đủ kích thể loại chim cò và trái cây. Tự nhiên tới lượt hình của mình thì lại mặc đồ rất đầy đủ. Mà mình lại còn được một cái special treatment, được một cái sự đầu tư là có caption. Những người khác chỉ đơn giản là họ tên, thông tin. Nhưng mà tới lượt mình thì có một cái hình chỉ đơn giản là một cái hình không hở hết toàn bộ, và có thêm cái caption là đẹp mà đanh đá chua ngoa. Vậy là có stalk anh rồi. Ừ, tức là mình trải qua một cái roller coaster cảm xúc từ rất là hồi hộp cho tới lo lắng, nghĩ tới ôm lại hết tất cả những chuyện mình đã làm trong quá khứ trong vòng có một phút thôi, cho tới khi thấy cái hình đập vào mắt mình rồi phải phân tích coi ủa là tại sao tới lượt mình thì lại kêu mình đẹp mà đanh đá chua ngoa, trong khi những người khác chỉ đơn giản là cái hình. Nhưng mà nó cho mình cái cảm giác là wow, cuối cùng mình cũng ghi dấu trên mạng ở một cái tấm hình hở hang và sexy. Chỉ từ một cái chuyện đó thôi mình mới thấy là không, có lẽ là khi mà giả sử trong một cái tình huống bị leak ra thật thì chắc mình không đủ, mình sẽ rất là khó khăn để mà đối diện với cái chuyện bị leak hình ra như vậy. Thành ra là luôn luôn có một cái bước đề phòng và hạn chế làm những cái chuyện như sexting hay là cyber sex. Bởi vì mình có một cái profile cũng khá là nổi trên mạng thì những cái sự tập trung chú ý có thể nó sẽ cao hơn, nó ảnh hưởng tới công việc của mình nữa. Rất là ngại cái chuyện đấy. Còn đối với Trang thì Trang chọn sexting đó là bởi vì mình lại là một người yêu thích cái sự kiểu sáng tạo trong suy nghĩ của mình đó mọi người. Nếu như mà video call á, em không biết tại sao chị Minh, em thấy nó rất là raw, kiểu em không cảm thấy nó sexy. Cho nên là thường tại sao em lại không chọn video call, nó không nằm ở vấn đề bảo mật giống như là anh Nam, mà đơn giản là em cảm thấy em không thích cái chuyện đó bằng thôi. Giống như là nếu như bạn cho mình đọc một cái chuyện erotic, là chuyện theo kiểu nó có những cái sự khiêu khích ở trong câu chuyện đó, mình cảm thấy là mình rất là thích và rất là có hứng thú, nhưng mà kêu mình đi coi video, kêu coi phim sex thì mình lại không thích bằng. Cho nên đó là lý do tại sao mình chọn sexting. Là một cái, thứ hai nữa là cho dù là mình có chọn đi chăng nữa nha, nhưng không có nghĩa là ai mình cũng làm, ai mình cũng gửi, không phải là như vậy. Mình chỉ gửi cho những người nào thứ nhất là họ muốn, cái thứ hai nữa là họ phải trong long term relationship với mình, tức là trong một mối quan hệ rõ ràng, người này quen mình mấy năm rồi, hay ví dụ như là chồng sắp cưới của mình thì ok. Còn ví dụ như mà anh mới gặp em một hai ngày hả, anh mơ đi. Ở đâu mà có. Với sexting nó có một cái nữa là các bạn có thể, thứ nhất hoàn toàn đó là che đi được cái nhận dạng bản thân của mình. Cái thứ hai nữa là bạn có thể reuse lại. Không, nhưng mà chính là trong người lạ ơi á, sexting vẫn có thể screenshot lại, vẫn có thể. Nhưng mà chị đừng có chụp mặt chị vô. Nhưng mà có tên. Không sao, mình có thể không nói sao, là cái receipt đó đã bị chỉnh sửa. Nhưng mà còn chị Minh thì em rất bất ngờ là chị Minh lại là cái người làm cái chuyện cả hai, vừa là nhắn tin rồi vừa là video call. Thì hãy nói rõ hơn về cái chuyện đó. Thì mình có một cái lý do cá nhân, đấy là việc là mình trong cái thời tuổi trẻ của mình yêu xa rất là nhiều. Những cái người bạn trai của mình thì lúc thì sống ở Ý, lúc thì sống ở Mỹ. Và trong một cái mối quan hệ yêu xa như vậy á, thì cái việc là kiểu điện tình nó là đương nhiên, tại vì mình sẽ giải tỏa cái nhu cầu của mình như thế nào, mình sẽ chia sẻ tình yêu như thế nào đây. Thì lúc đấy có thể là bởi vì nó đã có một cái barrier rất là an toàn rồi, là mình nghĩ theo hướng là với cái người nước ngoài ấy, những cái người yêu xa thì mình là người nước ngoài, họ tiếp nhận cái việc là những cái phone sex hay là những cái mà sexting ấy nó rất là bình thường. Mình cũng đã ngủ với họ trước đó rồi, cho nên là đây đã là một cái người yêu của mình rồi, mình không bị cảm giác là họ sẽ chụp lại, họ sẽ leak ra. Thế nhưng mà cái mà mình muốn highlight ở đây á, đấy là sexting hay là phone sex ấy, nó hơi phiền. Ở cái thời điểm này thì mình có FaceTime thì hoặc là Skype, tức là mình sẽ cùng một lúc, chứ còn thì mình thấy cũng có cái ý của người là ơi nói khá hay ấy, là mình text nó như nào nhỉ, nó cứ
không hiểu tại sao khi mình nhận được cái thích mình đấy, thứ nhất là mình không ở trong giai đoạn tập trung, có thể đang chạy deadline này, có thể đang làm nấu nướng hay tự dưng nhận một cái sách tinh nó kiểu như là nó hơi mình không có một cái, thì mình vẫn tin rằng tình dục nó là một cái instant, tức là nó phải xuất hiện cùng nhau ngay lúc đấy. Còn cái việc mà hơi lệch bản thân, cái việc yêu xa đã rất là lệch thời gian, lệch múi giờ rồi, xong lại còn đến lúc đấy lại còn nó kiểu không trong cái sự tập trung ấy, tức là nó hơi kiểu như là tôi cứ gửi, còn cái việc là anh ở bên đấy hay là cô này đang làm một cái việc gì đấy thì mình đâu có quyết định đâu. Trong khi sex về bản chất là nó không có thể, kể cả cái việc gửi đi hay cái đó, nó phải instant, nó phải ngay cái lúc đấy luôn. Bây giờ em đặt câu một cái trường hợp ngược lại nha, là giả sử như giờ chị không yêu xa nhưng mà chị vẫn có thể gửi sách tin bình thường, đúng không? Bây giờ ví dụ như buổi sáng nha, các bạn suy nghĩ, nhất là các bạn nam nha, các bạn nào mà yêu âm đạo á, hoặc là nói chung là các bạn nào yêu âm đạo á, hãy suy nghĩ như thế này. Tự nhiên buổi sáng bạn vừa thức dậy, bạn đang ăn sáng hoặc là bạn đang nấu ăn sáng, tự nhiên cái điện thoại bạn nó tinh lên một cái là cái cô gái á, mà bình thường bạn hay hang out, hoặc là cái cô gái mà bạn đang chuẩn bị muốn ngủ hoặc để ý, tự nhiên gửi cho bạn một cái hình vagina, gửi một cái hình âm đạo. Thì cái đó nó sẽ ghim vào trong đầu của người ta nguyên một ngày. Nguyên một ngày nha. Và có thể rằng là buổi sáng người ta không có nhu cầu quan hệ tình dục, nhưng mà cái đó là cái signal, là một cái chữ ký nhẹ vào ban ngày, để ban đêm khi mà ví dụ như buổi tối tối ban đêm cái anh muốn anh muốn ngủ, cái tự nhiên anh sẽ nhớ anh muốn ngủ với em. Nhưng mà nếu như bây giờ bạn để buổi tối bạn mới gửi nha, có khi buổi tối về các bạn nam nó buồn ngủ quá rồi, bây giờ anh cũng muốn lắm, anh buồn ngủ quá rồi nên thôi. Nghĩa là mới sáng ra thì được nhận một cái menu cho buổi tối. Yes. Thì mình sẽ đói hoài đó từ sáng tới tối. Một cái điều cởi mở nhất đấy là đến tập thứ 3, khi mà Thúy Minh nghe đấy Trang nói từ âm đạo mình không giật mình nữa. Đấy là cái bước tiến. Nam vẫn giật mình. Tuy nhiên time. Nó lại kéo đến một cái hình ảnh mà mình không hiểu sao mình không nhìn cái đấy, nó là một cái sự sexy. Thì mình nhá, mình quay lại cái câu mà trong người là ơi các bạn vừa nói là phải chọn một cái bộ phận bá cháy trên cơ thể mình. Và em nghĩ là cũng phải chọn thời điểm nữa, wrong time wrong place. Giống như có mấy bạn em biết là bạn nó hay gửi cho em, nhưng mà nhiều khi đang ngồi làm việc, đang không có tâm trạng gì hết thì gửi một cái clip thì không dám bật ra xem, bởi vì thôi để dành tới tối chứ giờ lỡ bật ra nó biến mất, xong tới tối không để gửi lại, sáng coi chưa kỹ, trông là wrong time wrong place. Đúng rồi, thì mình nghĩ là nó phải có một cái cao trào dâng dần lên. Mình đang nói đến cái sự instant, cái sự ngay lập tức của sex ấy, nhưng mà tự dưng bụp một phát vào mặt mà một cái đâm đạo thì nó hơi tôi không chấp nhận cái chuyện này, bởi vì tôi đang nói chuyện với hai người mà hai người này không có yêu âm đạo mọi người. Ok, nhưng mà ok nam ok, bây giờ mặc dù nam là cái người không có, thường là không chủ động và không hẳn là sẽ đi đòi hỏi những cái chuyện đó, nhưng mà khi mà trong cái cuộc trò chuyện flirting với nhau, tán tỉnh nhau thì dĩ nhiên sẽ có những cái lúc là người ta đòi. Thì để kể mọi người nghe một cái câu chuyện của Nam hồi xưa, khi mà Nam phải đối diện với cái chuyện là không muốn gửi nhưng mà người ta đã gửi rồi thì phải trả lễ. Lúc đó còn non nớt và nghĩ mình thông minh lém lĩnh hơn đời. Nghĩ mình khôn mất phần thiên hạ, nghĩ mình lanh trí. Thế là mỗi lần mà bị kêu là gửi gì cho anh xem đi, thì Nam sẽ đi lên mạng tìm một cái hình nào đấy nhìn có vẻ là tự chụp để gửi ngược lại người ta. Mà còn tính xa tới chuyện là rủ như bị leak ra ngoài thì người ta nói là đây là hình của Tả Quốc Kỳ Nam thì như thế nào, thì Nam sẽ đi tìm một cái hình nào đó nó có những cái đặc điểm nhận dạng không giống mình ngoài đời nữa kìa. Giống như Nam là chuối chưa bóc vỏ đúng không, thì Nam sẽ đi tìm những cái hình của những chuối người đã bóc vỏ. Chuối đã bóc vỏ rồi để gửi đi. Để mà không nghĩ đến chuyện giả sử sau này cái hình nó bị leak ra rồi thì giờ làm sao chứng minh nó, ủa không, mọi người hình thiệt nó vậy nè, rồi cái post hình thiệt lên hay gì, không nghĩ tới chuyện đó. Mà cũng không nghĩ đến chuyện mình khôn, không nghĩ người ta ngu. 10 lần như một gửi qua, ủa bạn ơi hình này hình trên mạng, ủa Nam ơi sao Nam gửi hình giả, rồi thế là bị mất niềm tin vào nhau, cuộc hẹn hò đi vào lòng đất. Không, thế thì bây giờ đấy nó là câu chuyện chụp một cái ảnh để mà bắt đầu ngày mới đúng không, hoặc là cho nó thêm hoặc một ít gia vị một cuộc để kết thúc đấy. Thế nhưng mà thành ra thì mình mới không phải là chọn cái nó quá là trần trụi như kiểu Trang. Nó cũng không giả chân như là nhưng mà mình nghĩ là nó có những cái thứ mà nó mờ ảo hơn. Đấy, một là thì mình nghĩ là thì mình không biết nhá, nhưng mà Nam ví dụ có bao giờ gửi một cái bao cao su ví dụ mình đã dùng hay cái gì đấy thì nó cũng gợi một chút là có. Mình
đó là một trong số những cái tip mà về sau này khi mà buộc phải trả lễ bớt lanh hơn thì mình bắt đầu mình chân thật hơn và mình bắt đầu sáng tạo hơn. Không sáng tạo hơn là không lỗi ấy. Thì mình sẽ gửi những cái gì mà nó gợi gợi, ví dụ như Dolot này gửi một cái condom của Durex mà kiểu cho thấy là mình đang có cái hướng là ok, yes, there is a gift on the line, có một cái món quà dành tặng. Đúng. Đây là trong tương lai đấy. Yes. Đây là cái cách mà các bạn học để flirting luôn á, tức nghĩa là có thể xài đa giới tính thiệt sự. Với lại cả là thật sự mà nói là không cảm giác là cần thiết lắm phải được xem hình hay được phải nói những cái câu chuyện, phải kể cho trong nghe những câu chuyện fantasy sci-fi, tôi sẽ làm gì với em sẽ làm gì với anh. Mà nam sẽ lợi dụng những cái lúc đó để dò hỏi coi là cái gu của bạn kia như nào, họ muốn gì, họ thích gì, cũng như trình bày cho họ luôn là mình thích được làm gì. Thì thông qua cái chuyện là trao đổi những vấn đề về sex đó thì nó có cái thông tin đem lại cho mình. Đúng. Thì đúng không? Thì mình vẫn thích mà nó có nội dung. Đúng. Nên là nó quay về cái việc là cái cơ thể bá cháy của mình ấy, thì mình vẫn không tin vào cái này. Tức là mình, cơ thể mình nó sẽ có những cách mình hơi ăn gian, đúng không? Yeah. Là mình, tại vì có những cái người xấu múi đàng hoàng, nhưng mà khi mà chụp cái bụng sọ lên ấy, chưa chắc nó phải có tí mồ hôi chảy xuống. Hay là mình đứng trước gương mình phải hơi, đúng không? Tức là thành ra nó sẽ liên quan đến một chuyện là kỹ thuật khi mà điện tình. Khi mà mọi người giả sử trong một cái trải nghiệm là mình có một cái mình gọi hay là mình nhắn á, thì mình có hơi phải diễn xuất không? Thiệt tâm là tại vì làm sao mà vừa có cầm máy đó. Quay lại vừa có đó, tại vì á khi mà mình trên cái mình giả sử nha, bây giờ mà các bạn đặt một cái điện thoại đi đúng không, rồi các bạn thủ dâm trước mặt cái người đó đi, các bạn cũng quan tâm lắm y cái mặt của mình trong đó nó có đẹp không. Mà khi bạn đã suy nghĩ chuyện đó là bạn sẽ không hoàn toàn tập trung vào trong cái điện tình của các bạn được. Khi mà chị Thùy Minh nhắc đến chuyện kỹ thuật á, em không nghĩ tới vấn đề production value, cái chất lượng hình ảnh của cái clip hay cái góc quay, cái góc ánh quay sáng đâu. Này ánh sáng quan trọng lắm. Cái mà Nam nghĩ tới là cái vấn đề bảo mật của những cái sản phẩm đó. Em không chấp nhận một con người không làm cái chuyện đó mày ra cái comment này. Không, mọi người phải hiểu là Nam mặc dù không phải là cái người chủ động gửi đi những cái đó hay đòi hỏi những chuyện đó, nhưng mà mình lo về chuyện đó. Thì tại vì cái chuyện mà xảy đến với Nam á, nó làm cho chắc chắn là Nam, một là nếu được lựa chọn thì sẽ không làm cyber sex. Nam có trust issue, vấn đề về niềm tin với người đối diện. Và lúc đấy bởi thì... vì đã thấy có quá nhiều cuộc tình sau khi kết thúc thì bắt đầu không những đòi quà mà là còn đem quà của mình đi phát cho tất cả mọi người nữa. Hơi nguy hiểm. Còn về vấn đề kỹ thuật mà Nam muốn nói đến ở đây là ngay cả khi mình bảo đảm, mình cố gắng tìm những cái biện pháp để bảo vệ cái clip của mình nó không bị leak ra, thì mọi người vẫn nên lưu ý là luôn luôn có những công nghệ giúp lưu trữ nó lại mãi mãi. Nên biết chuyện đó. Ví dụ như Instagram hay Snapchat hay là Facebook, nó có cái chức năng là gửi clip đi, gửi hình đi 5 phút sau hoặc 3 giây sau, 10 giây sau là thì nó xóa. Biến mất. Đúng rồi, cái vanish mode của Instagram thì mình cũng mới nó biết. Có cái chuyện đó. Tuy nhiên là ngoài cái chuyện là khi mà người bên kia chụp hình lại hay screenshot lại bằng cái phần mềm đó thì nó sẽ có một cái icon kế bên báo cho mình biết là người bên kia đã lưu giữ lại cái thông tin đó rồi, thì nó rõ rành rành rồi. Nhưng mà luôn luôn có những cái app quay màn hình để giúp người ta lưu lại cái chuyện đó mà mình không biết nè. Hoặc là đơn giản nhất lấy một cái điện thoại khác để quay lại cái điện thoại kia để lưu giữ những chuyện đó. Thì luôn luôn ngoài chuyện mình tin tưởng, mình chọn đúng người để mình làm chuyện đó, mình cũng phải hiểu về mặt kỹ thuật là họ vẫn luôn luôn có những cách để lưu lại nếu họ muốn. When there is a will, there is a way. Và cái gì on the internet stay on the internet forever. Cái gì lên mạng rồi thì ở mãi mãi trên mạng. Cho nên là hãy nghĩ tới những cái chuyện đó khi làm, và làm trong cái sự nhận thức tốt. Ok. Tôi cũng đúng lời khuyên đúng, hôm nay mang tình thế hệ cao đấy. Nhưng mà đúng là khi mà mình có hơi có vấn đề về cái niềm tin thì nó rất là khó thoải mái. Em là thế hệ trẻ, nghĩa là rất là welcome chuyện đó, rất thích chuyện đó nha. Các bạn rất thích được nhận những cái chuyện đấy, nhưng mà vẫn luôn luôn muốn mọi người làm những chuyện đó trong sự an toàn và sự hiểu biết. Nhưng một khi đã làm rồi thì các bạn cũng phải chấp nhận cái risk của nó thôi. Chứ không có cái gì là an toàn mãi mãi đối với sexting cả. Trừ bao cao su. Còn đâu là... Còn đâu là đúng không? Mọi thứ đều có những cái nguy cơ. Nhưng mà thì mình cũng nghĩ là câu chuyện tình yêu và câu chuyện tình dục nó là một cái thứ mà mình nên phải như thế nào nhỉ? Mình nên tất nhiên chuẩn bị mọi các thứ liên quan đến kỹ thuật, những cái thứ mà
chúng ta chuẩn bị càng kỹ càng tốt. Thì mọi người cũng để ý là hai cái tập trước chúng ta nói rất là nhiều về việc là chúng ta phải mua bao cao su chủ động này, hay là chúng ta chuẩn bị tất cả những cái bước, dù bật đèn tắt đèn hay như thế nào đấy, chuẩn bị đấy để làm gì, thì mình nghĩ là để sau đấy gạt sang một bên, mình có thể tận hưởng cái việc tình dục đấy. Thì quay về cái câu chuyện của Thúy Minh, mình thấy là đấy, nó có một chút, thực ra cyber sex nó có một chút diễn xuất, nó có một chút là nhiều khi mình cũng kiểu fake orgasm, tức mình cũng kiểu bình thường mình không rên to thế, nhưng mà đến lúc đấy thì mình phải, đúng không, nó đang trong mình hiểu rằng là cái lúc đấy không biết tại sao mình sẽ hơi kiểu như là cái việc này là việc nó phải hơi highlight lên, nó phải kiểu bôi đậm lên để cho là cái trải nghiệm cả hai phía nó tốt nồng cháy hơn. Bởi vì mình biết là không có gì thì là bằng là quan hệ tình dục thật với nhau cả. Đúng. Thế nhưng mà trong một cái tình huống như vậy thì mình phải có cách. Thì cái trải nghiệm duy nhất của Thủy Minh mà nó hơi liên quan đến trust issue, các cái vấn đề về niềm tin, đấy là mình với anh người yêu lúc đó ở New York đấy, có xong một cái, thì nói chung là cả hai kiểu mồ hôi kiểu như nhễ nhại và cảm thấy là rất là ok, tức là nó như một cái lối thoát cho cái tình yêu mà khi yêu xa như vậy. Sau đấy thì mình phát hiện là anh ấy có một cái, anh ấy viết một cái dòng trên Twitter là kiểu "you never know that phone sex can be that awesome", tức là một cái lời khen thôi. Nhưng cái cảm giác này nó quay về đúng cái cảm giác của Kỳ Nam. Đấy là mình bảo tại sao anh này có thể nói cho cả thế giới về cái việc mà chúng ta vừa làm, tại vì một cái người viết cái câu đấy thì điều đấy chứng minh rằng là anh ta vừa làm việc đấy xong. Và nếu mà bạn bè biết là anh ấy với mình có một mối quan hệ thì đều biết là cái thằng đấy ở New York và cái con bé Thùy Minh ở Việt Nam là đã vừa làm chuyện đó. Bây giờ nếu mà em mà đang hẹn hò với một ai đó, xong rồi bạn đó vui quá, hoặc là bạn đó tự hào quá, bạn này đi khoe cái screenshot, hoặc là khoe "ê, hồi nãy tao với Nam mới thế này thế kia", thì em luôn luôn nghĩ tới những cái chuyện đó và làm em bị hồi hộp. Bị hồi hộp khi mà người ta yêu cầu không tin. Em có cái trust issue rất là nặng nề. Vậy thì mọi người đã từng có cái trải nghiệm, thế thì bây giờ bản thân làm mọi gì? Người hay là bạn bè bị leak ra chưa? Cái sản phẩm mình đã rất đầu tư về mặt production và cuối cùng nó được release worldwide everywhere, thì mình mọi người thêm. Làm gì với chuyện đấy? Đó, thế thì bây giờ mình nói thêm một cái ý, đấy là trong cuộc đời kiểu như của Thủy Minh, mặc dù là tại mình già rồi á, mình trải qua nhiều thời gian. Tuy nhiên á, mình cũng có những cái mối quan hệ với những người rất là nổi tiếng. Tức là nổi tiếng cấp nổi tiếng quốc tế. Nhá, mình có những cái mối quan hệ như vậy, và mình nhớ có một anh cũng rất nổi tiếng nhưng mà anh ấy ở Đan Mạch. Thì ví dụ nhá, anh ấy cực kỳ hai đứa ví dụ như đang, và mình thấy cái lúc mà đúng câu chuyện của Trang kể là mình lúc mà have sex, trong lúc mình soi gương ấy, nó rất là đẹp, ánh sáng nó đẹp, thì lúc đấy mình rất là muốn lưu giữ lại, kiểu rút điện thoại ra. Anh bảo không, tại vì khi nó có tồn tại là nó có cơ hội bị leak, nó quay về đúng cái câu chuyện. Và những cái người đặc biệt là nổi tiếng và vô tình hay cố tình thì nó vẫn có thì thể. Anh ấy rất là nhẹ nhàng, anh chỉ nói thôi, anh bảo là khi nó có đấy là chắc là nó leak. Đấy, nên là đấy cũng là một cái bước người ta chuẩn bị, và sau đấy người ta quay lại cái cuộc yêu đấy nó rất là bình thường, nó như là chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mình cũng học một cái bài học, mình ok, mình đúng là mình dù trong cái như vậy nhưng mà mình vẫn luôn phải để ý. Thì đấy có phải cách duy nhất không để mà bảo vệ mình trong những cái việc là khi mình đã quyết định là cyber sex chẳng hạn. Một khi đã quyết định cyber sex thì cứ chấp nhận rằng là có thể một ngày nào đó bạn sẽ được ở trên internet, thế thôi. Còn nếu mà các bạn không muốn thì thôi. Giả sử giống như vậy nè, thật ra rất may mắn cho Trang là bởi vì Trang lại làm về sex education hoặc là làm về những vấn đề về giới tính và sex tips, cho nên nó là bản thân của mình đã prepare, là đã chuẩn bị rồi. Nếu như một ngày nào đó bỗng nhiên hình ảnh của mình tràn đầy ở trên mạng thì mình sẽ như thế nào? Bây giờ như này, mình không muốn đi vào cái con đường này, vì kể cả cái việc là chúng ta phải làm gì để bảo vệ chúng ta ấy, nó đã đi hai vòng rồi. Mình thấy như này, nó là câu chuyện là mọi người thấy một loạt các cái người nổi tiếng khi mà lộ một cái clip, có thể họ không phải have sex nhưng mà họ thay quần áo, mọi người nhớ cái câu chuyện đấy không? Họ thay quần áo cũng có khả năng bị leak ra. Thế bây giờ cái câu chuyện là cái người tiếp nhận, cái người tiếp nhận những cái hình ảnh đấy, chúng ta không thể, cái cơ thể của chúng ta, chúng ta có làm tình thật mà, và chúng ta cái chuyện đấy nó không phải chuyện xấu. Thế thì bây giờ nó chỉ cái người bạn tiếp nhận, tôi cũng như bạn thôi, đúng không? Tôi cũng có những lúc tôi trần truồng như bạn. Thế bây giờ cái quan điểm của việc là Vesetra nói cái này rất là kỹ, ghét nhất trên cuộc đời này là xin thí chủ cái link. Cực kỳ ghét, bởi vì là người ta đói
tình dục đến mức độ là người ta thích nhìn thấy ai đấy trần truồng, yeah, đúng không? Và thích nhìn thấy những cái hình ảnh của người khác. Ừ. Thật ra cũng không tới nỗi là đói, mà là đó là cái sự tò mò. Không, nhưng mà nó làm cái đói về tinh thần đó. Thì mình thấy là nếu mà trong một cái thế hệ phương Tây, ví dụ mình đi Tây Ban Nha, mình thấy tất cả mọi người đều tắm chuồng. Ai có nhu cầu cầm cái điện thoại chụp cái người đấy lại để xong làm gì, để lúc tôi thủ dâm tôi dùng à? Đúng không? Thì nó là cái việc là chúng ta phải thay đổi cái quan điểm về tiếp nhận, để đừng để mà hình sách thì sao, đúng không? Của tôi, của kỳ nam thì sao? Thì bạn cũng thì... có bao nhiêu đó bộ phận và tôi cũng có bao nhiêu đó bộ phận thôi. Và thì xin nam lỗi, sẽ có tôi content không làm... để đi suốt cuộc đời. Nam sẽ có câu chuyện để kể cho rất nhiều, rất nhiều. Thậm chí là mình tự hào. Bây giờ mình lên Google, mình thấy, ví dụ mình có tên kiểu Thùy Minh, Trang Chuối gì đó, mình thấy rất là nhiều ảnh. Nếu một ngày mình có chữ kỳ nam, có rất là nhiều ảnh sách, thì đấy là một điều tự hào. Ok. Mọi người tìm kiếm. Thật ra thì trong cái câu chuyện mà em bị leak cái tấm hình lên cái blog sex đó, thì bên cạnh chuyện thấy nó mắc cười, thấy vui và thấy cũng an tâm là cái hình nó tự mình up lên mạng trước. Thì giờ nghĩ đi nghĩ lại thì nó cũng giống như là buồn. Được người ta kiểu cũng phải thấy mày hot trước đã. Đúng. Người ta mới đưa lên, mà chưa kể người ta còn dành cho mày một caption. Và bây giờ nó là một trong số những cái mà inside joke mà suốt ngày bị đem ra nói, đẹp mà lên đá chua ngoa, mặc dù không đẹp nhưng mà cũng không lên đá và chua ngoa. Với lại người ta sẽ rất là đói hơn trong cái chỗ là khi mà bạn đang làm ở trong truyền thông đi, thì họ rất là mong cầu xem coi không biết là cái ngực nhỏ này nhìn nó thế nào, hay là cái mông của nó nhìn như thế nào. Đó là chuyện tò mò, rất là tò mò là một. Cái thứ hai nữa là em cảm thấy rằng đó là mọi người thường cần một cái gì đó để chê. Họ là cần một cái gì đó để lên án. Có thể là điều đó làm cho họ feel better, làm cho họ cảm thấy better hay sao đó. Thì nhiều hơn á, là trong mỗi lần mà những cái bạn, ví dụ như dạo gần đây mới nhất ở đây, thì có một bạn diễn viên gì đó đã bị lộ clip sex đi, đúng không? Và mà 2021 rồi có phải là chuyện gì đó mới mẻ đâu, mà cứ phải phán xét và cứ phải dùng những cái từ ngữ nặng nề dành cho cái người đó, trong khi họ cũng chỉ là nạn nhân. Và thường là những cái nhân vật trong những clip đó họ không bao giờ là tự tung và họ là nạn nhân thôi. Và lỗi không bao giờ là họ. Thì thật ra chính bạn bè của em cũng có mấy người có clip trên mạng và cũng không phải tự họ tung, nhưng mà hóa ra khi mà những người xung quanh mình có cái chuyện nó xảy ra thì mình đối diện với chuyện nó bình thường hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Có thể mình hình dung trời, tự nhiên một ngày mình thấy bạn mình như vậy thì mình chắc là wow, yeah, trời. Sự thiệt là nó bình thường một cách rất là nhạt nhẽo luôn, dùng từ nhạt nhẽo luôn, bởi vì mình thấy ok thì bây giờ nice mình to know. Đúng, bây giờ nhưng mà quan trọng là khi mà em gặp những bạn đó, nếu như họ không chủ động sharing cái chuyện đấy với mình, họ không tìm kiếm cái lời động viên an ủi, thì mình cũng act cool, act bình thường, không cần cho họ biết là ok, tao đã thấy chuyện đó rồi. Và thậm chí có thấy nó cũng chỉ là một trong số những cái khoảnh khắc trong cuộc đời, nó sẽ thoáng qua rất nhanh. Nhà bao nhiêu việc ngồi đó mà tao quan tâm tới cái chuyện trái cây của mày. Nhưng mà bình thường á, những cái người bạn đó có hay nói và chia sẻ những vấn đề về sex với anh hay không? Hay là bản thân của những người đó rất là bảo thủ và họ kiểu giống như là mỗi lần mà anh nhắc những cái vấn đề về sex là họ kiểu kiểu không, giống vậy. Ở đây anh không quan tâm lắm đến cái chuyện họ như thế nào. Quan tâm đến chuyện là khi bạn, một người nào đó random một cách ngẫu nhiên họ có bị rơi vào tình huống đó, thì cái cách mình đối diện với cái người đó như thế nào. Thì hóa ra nó nhạt nhẽo và nó rất bình thường, nó không có phải là một cái sự kiện chấn động gì đó để mà mình phải quan tâm. Bạn anh rất là may mắn á, bạn anh rất là may mắn á. Tại và vì mình biết được một cái chuyện là để giữ cho cái chuyện leak này nó được văn minh và nó được hạn chế những cái tác hại nhiều nhất đối với cái người trong cuộc á, thì Nam nghĩ là cái link nó sẽ ngừng luôn anh em. Nó tới lượt mình rồi thì nó ngừng luôn ở mình. Cái câu chuyện nó tới miệng mình rồi thì nó ngừng luôn ở mình. Mình có thể tò mò, mình có thể xem, có thể bấm vô, có thể discuss một chút xíu, bàn tán một chút xíu rôm rã, bởi vì mình là người bình thường, mình cũng không thể chống lại được những cái thú vui nhỏ nhỏ nhoi đó. Nhưng nó nên ngừng ở cái chỗ là ngừng ngay tại đó thôi. Nó không đi xa, nó không kèm theo những phán xét. Thì đó cũng là một cái tốt mình giúp đời rồi. Thì mình nghĩ cái và tuyệt đối nha, tuyệt đối làm ơn làm phước không đi comment ở bên dưới thí chủ có link không. Đúng, thí chủ có link không. Hoặc tệ hơn nữa, không những xin link mà phát tán link, hoặc tệ hơn nữa, không những phát tán link mà kèm theo caption và bình luận và phán xét, thì như vậy thì là a big no no. No, khổ quá. Nói chung nhiều đam mê quá. Thì mình định nói vừa ngắt lời hai lần rồi đạp qua bước tiếp. Rồi bây giờ mình muốn nói đến một cái chuyện là những cái platform như OnlyFans, đúng không? Yeah. Là mình thì mình nghĩ rằng là tất nhiên cái kiểu như OnlyFans là vẫn còn cực kỳ mới ở Việt Nam, nhưng mình thấy nó có một cái sự bước tiến. Thì mình nghĩ đến một cái lúc á, con người ta nếu muốn nhìn hình sách thì phải trả tiền.
Nếu và cái chuyện phán xét ấy nó phải gạt sang bên. Sex nó không có tốt, không có xấu. Cái chuyện leak nó không phải là do kể cả bạn tự leak ra hay bạn bị leak ấy, nó cũng không nên bị phán xét. Bởi đó vì là quyết định lựa chọn của mình, nếu mà là mình là leak thì các lựa chọn của tôi. Đấy, và cứ nhắc đến sex thì phải donate có tiền để mới xem được. Ôi cái đó quá hay luôn á chị. Đấy, thì để cho mọi người thoải mái hơn về cái việc là, thì mình nghĩ đấy đã cái quan điểm về tình dục nó đã rất là nhiều tranh cãi rồi, mà còn phải lo quá nhiều, thì mình nghĩ với thì mình ở cái thời điểm đấy yêu xa đã là cực kỳ khó rồi, thậm chí là có được một cái connection với họ, một cái kết nối để mình có cyber sex rồi, mà sau đấy mình còn phải nghĩ quá nhiều đến cái việc là liệu cái tôi làm xong việc này thì nó dẫn đến đâu, thì quá là mệt mỏi. Yêu là không được lo lắng, không suy nghĩ gì hết, yêu là yêu thôi. Rồi cái OnlyFans là một trong số những cái biểu hiện cho thấy là cái sự đón nhận và cái sự cởi mở của mọi người đối với cái chuyện hình sex đã tốt hơn rất nhiều. Ví dụ cái thời mà Tumblr, cái thời mà cách đây, lúc mà cái giai đoạn mắc cách đây mấy năm á, thì bên dưới những cái nhận xét của những cái clip đó thường là những cái lời đả kích rất là nặng nề và những cái lời phán xét rất đau đớn. Coi thôi có cần phải chửi người ta đến như vậy không? Nhưng bẵng đi một thời gian, vào thời gian hiện tại thì cái Tumblr nó chết rồi đúng không? Thì nó có những cái platform mới như Twitter, Telegram. Thì bây giờ tất cả những cái comment bên dưới thường là không còn là chê nữa, sẽ là khen, sẽ là xin thông tin, xin Facebook, xin info. Chứ ví dụ như là nó thay đổi cái quan điểm rồi, cái cách nhìn nhận của người ta là người ta không còn tỏ vẻ là mình ghê sợ những chuyện đó hay là mình phán xét nữa. Họ chuyển sang là có thể là enjoy cái chuyện đấy, hoặc là take it as it is, xem nó như là cái chuyện nó như vậy thôi. Ít nhất đó là đầu tiên đó là tụi mình có thể thoải mái để nói về tình dục trước đã. Là xong rồi bạn sẽ dễ dàng tiếp nhận những thông tin khác hơn, cho dù đó là video sex hay là một cái hình ảnh nude. Giống như nếu như mà chương trình cởi mở này á, mà được quay cách đây 5 năm á, thì chắc là tụi mình chôn mình lấy cái hố, kiếm cái hố chôn luôn mọi người. Hoặc mình không, đúng không? Mình sẽ đôi nói hộp kiểu, giấy, đôi hộp giấy. Là mình sẽ nói kiểu mé mé. Có một cái chuyện này rất là touching, cảm động của một cái người chatting với em, sexting với em. Thì bạn này du học mà, rất là đầu óc phóng khoáng cởi mở, như kiểu những người tình của Thiên Minh vậy đó. Thì bạn gửi cho em rất nhiều, mà chỉ là giai đoạn đầu tìm hiểu nhau thôi, nhưng mà bạn không ngại, bạn gửi cho em rất là nhiều những cái hình đấy, một cái cách rất tự hào. Thì em cũng hỏi luôn, nói nghe nè, tại sao lại có thể tự tin gửi cho nam nhiều hình đến như vậy, không sợ hả? Nói không, thứ nhất trong những hình đó tôi thấy tôi rất là hot. Oh yes. Thứ hai tôi tin tưởng nam. Rồi nghe vậy cái tim tan chảy, tan chảy, tan chảy luôn. Đúng, đúng. Đón nhận những cái hình đó với một cái niềm cảm động rất buồn cười, thay vì là thấy horny thì nhìn lại cảm động vì người ta tin mình. Xong người ta hỏi, xong người ta kêu gửi lại nó không? Nam ngại lắm. Không, nhưng mà có nhận nhưng không có cho. Em hoàn toàn tin tưởng rằng có rất là nhiều người trên thế giới này có chung ID với lại bạn anh luôn. Ví dụ như là Jeff, chồng sắp cưới của em, có nói với em một câu mà em cực kỳ thích luôn. Chồng em câu gì nè, anh rất là thích được một lúc nào đó, hoặc là những cái lần mà anh đi những cái bãi biển mà không cần phải mặc đồ á, anh rất là thích cái cảm giác không mặc đồ gì hết mà có thể đi qua đi lại trước mặt mọi người. Vui lắm, em đi Đài Loan, đi Thái Lan, đi những cái suối nước nóng của Nhật, của Đài, của Hàn, nó vui muốn xỉu luôn. Sau khi cảm giác buồn, cảm giác ngại ngùng lúc cởi đồ ra, nó vượt qua rồi, nó khoảng 30 giây đến 1 phút thôi. Đúng. Thấy ai cũng như ai, bắt đầu mình bắt đầu enjoy cái cảm giác là có thể thoải mái đi tới đi lui. Đúng rồi, ở cái nơi đó bạn cảm thấy an toàn và bạn có quyền được cởi ra thì nó đã rất là đã rồi. Mình còn, em còn một bước nữa là dành cho những người mà chẳng may có cái tinh thần mong manh và yếu đuối, hoặc là bị rơi vô cái trạng thái là bị leak hình ngoài mong muốn, thì các bạn nên làm gì? Và hoặc là bạn chuẩn bị sexting thì bạn nên chú ý những điều gì nhá. Thì okay, em thấy có những cái chuyện rất quan trọng. Thứ nhất là vấn đề về pháp luật. Bạn phải hiểu là nếu mà bạn dưới 18 tuổi và cái người kia dưới 18 tuổi thì tuyệt đối chuyện này là nằm ngoài những việc bạn có thể làm, vì đó là phạm pháp. Tung hình, tung clip không có sự cho phép là phạm pháp. Dưới 18 tuổi cũng là phạm pháp luôn, ngay cả khi bạn là nhân vật trong đó hoặc bạn là cái người gửi đi. Đúng. Người kia dưới 18. Thứ hai là đừng quá hoảng loạn khi chuyện đó xảy ra, bởi vì thật ra là cái quan điểm, cái tư tưởng mọi người nó cũng đã phóng khoáng rồi, và cái chuyện nó sẽ trôi qua khá là nhanh. Đúng, nó sẽ rất nhanh mọi người. Nó rất nhanh, nhà bao nhiêu việc không ai mà chú ý tới bạn nhiều đến như vậy. Và mỗi một ngày nó có quá nhiều tin tức đi, chuyện này nó sẽ đi rất nhanh. Rồi sau đó mình sẽ vận dụng tới những cái quyền lợi của mình. Ví dụ như là nó trên những cái nền tảng nào thì mình hoàn toàn có thể liên hệ với nền tảng đó để nhờ gỡ cái link đó ra. Đó là cái cách rất là logic phải làm ngay. Rồi, và tìm đến sự hỗ trợ về luật pháp nếu cần thiết. Nếu bạn đang bị tống tiền nè, bị tra tấn về mặt tinh thần thì rất nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ luật pháp hoặc bạn bè người thân, ít ra là cái sự động viên
và cái sự thông cảm đó sẽ giúp cho mình có năng lượng để mình làm những cái chuyện cần làm tiếp theo. Yeah. Đó là những gì mà Nam chốt lại về cái vấn đề cyber sex hay sexting hay tạm gọi là điện tình. Còn Trang thì Trang sẽ gửi tới các bạn một số những cái tips nhất định khi mà các bạn sexting hoặc là video call. Đó là cái chuyện mà để cái tên thì không sao, mình có thể, it doesn't matter, nó không phải là vấn đề. Vấn đề ví dụ như nếu mà bạn cảm thấy bạn sexting mà bạn chưa cảm thấy an toàn với người đó thì tốt nhất bạn không nên để lộ những cái điểm mà nó có thể chỉ ra đây là bạn. Giả sử giống như là bạn có nhiều hình xăm đi thì tốt nhất là né giùm mình mấy cái hình xăm đi là một. Cái thứ hai nữa, chúng ta có thể hoàn toàn chụp trực diện một số những cái bộ phận nhất định trừ gương mặt của chúng mình ra, đúng không? Cái thứ ba nữa đó là cái tiếng á mọi người, cái tiếng nó cũng ok, không có sao đâu. Nói thiệt là cái tiếng nó cũng không sao đâu. Chuyện mà bẻ tiếng hay nào nọ cái kiểu không phải là vấn đề. Vậy hãy nhớ nha, những cái gì mà có thể liên tưởng ra chính là bạn thì bạn né đi là được. Còn nếu mà bạn có dự định chuyển qua câu chuyện chuối lột hay là chuối còn nguyên vỏ như Nam để lừa đảo thì thôi. Mình khôn thì người ta cũng không có ngu như mình nghĩ. Đừng đưa những cái sự dối trá vào trong cái cuộc flirting, gì nó làm mất đi cái ý nghĩa và cái mục đích của chuyện flirting đó là tìm hiểu lẫn nhau và tạo một cái bầu không khí tin tưởng hay là gợi cảm để cho bước A để dẫn tới bước B thì đừng lừa đảo như Nam. Và bây giờ mọi người có thể sử dụng app Telegram để nhắn tin với nhau, bởi vì Telegram thì có khả năng xóa 2 chiều. Đó là xóa vĩnh viễn 2 chiều, thì ít nhất là người ta có recap lại, tức là người ta có cap cái màn hình lại đi ha. Nhưng mà ở cái phần chủ động của chính bản thân của các bạn có thể xóa được từ trên cái Telegram đó thì nó sẽ vẫn ok hơn. Hồi trước khi mà Telegram nổi thì chúng ta có Snapchat, tại vì Snapchat chỉ giữ lại được một ít thôi. Còn bây giờ thì có thêm cả Instagram nữa, nhưng mà mình sẽ say yes and no với Instagram. Instagram thực ra cái vanish mode thì mình thấy cũng được đấy. Thôi tóm lại là hai bên xong chưa, xong các lời khuyên chưa, khổ quá. Thì mình thấy những cái lời khuyên này toàn nằm trong việc là các bạn đừng có cyber sex, bởi vì là nó quá nhiều đầy dẫy. Em rất là welcome cái chuyện là người nhận. Rồi. Bởi vì em biết là em sẽ làm gì với những cái thông tin đó, nhưng mà ý là nếu mà cyber sex mà chưa chuẩn bị được là lỡ một ngày nào đó cái mặt của mình lên mạng thì đây là cái thoải mái cái chuyện đấy. Okay. Thì hy vọng là với 2 quyển sách về chuyện cyber sex hai bên thì các bạn bây giờ đã có thể yêu một cách không cần lo lắng, đúng không? Tại vì xong tất cả những cái việc chuẩn bị rồi, có sẵn trong đầu mình cái điều đấy, thì việc tiếp theo là yêu, là yêu đã nói rồi, yêu là phải vô lo. Cho nên là mọi người hãy, thì mình mặc dù là mình không phải là người có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng mà những cái trải nghiệm của mình về việc yêu xa, về việc cyber sex thì nó rất là tốt, nó rất là ổn, nó không thể thiếu được trong những cái mối quan hệ như vậy. Đấy, thì bây giờ ở phần cuối của chương trình ấy, chúng ta còn có một cái phần đọc các confession. Thì có cái confession nào mà chúng ta sẽ, và thì mình rất là khuyến khích mọi người nhá, nếu mọi người có cái lòng tin vào cởi mở, có cái lòng tin rằng là chúng tôi sẽ luôn chia sẻ những cái trải nghiệm cá nhân của mình, tìm kiếm những cái thông tin tốt nhất, hữu ích nhất, đồng thời cũng đồng hành được với một thương hiệu bao cao su số 1 thế giới để đảm bảo các bạn có những cái tình dục rất là an toàn á, thì chúng tôi cũng muốn là đây là nơi mà các bạn có thể tâm sự. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái phần mà đọc những cái confession từ phía các độc giả của Gợi Mở. Câu đầu tiên nhé, mình bỏ qua một vài phần chào hỏi. Bạn trai muốn em quay video em tự sướng cho anh ấy xem, tụi em yêu xa. Có những lúc gọi video call sắp đến đoạn làm thì em ngại rồi thôi. Khi ấy cậu nhỏ của anh ấy lên mà chưa được xuất ạ, thế nên anh ấy cũng phải búng. Nhiều lần làm như vậy, anh ấy đau em thấy rất là xót, nhưng mà quay thì lại ngại. Em không biết nên như thế nào. Liệu quay video tự sướng cho bạn trai có sai không? Đầu tiên đó là búng không có đau đâu. Cái tại sao mà sao Trang, cô biết? Tại sao Trang cười? Từ, em tại vì em hiểu cái chữ búng của bạn nữ ở đây. Tức nghĩa là đối với nữ, họ luôn cảm thấy rằng là cái bộ phận ở dưới là một cái chỗ mà nó rất là nhạy cảm. Cho nên khi mà dùng tay mà chỉ cần đánh nhẹ vào phần dương vật thôi thì sẽ làm cho họ rất là đau. Nhưng mà anh ơi, người có dương vật, em hỏi anh từ ngày anh thủ dâm tới bây giờ anh thủ dâm á, anh thấy cái lực tay anh cầm cái dương vật nó đã mạnh mẽ hơn chưa? Dạ, nó mạnh, nó có một cái định nghĩa gọi là cái dead grip á, nghĩa là cầm rất là mạnh, thì có một số người bị quen, cái thói quen càng ngày càng mạnh lên. Đó, bây giờ Trang sẽ nói thiệt với mọi người, em nói chị Minh luôn, là mình đã được gặp rất là nhiều bạn nữ, và cái cách mà các bạn nữ cầm dương vật là như nè, nhẹ nhàng như là một chú mèo, nhưng mà nó
Đó thì cái đó là cái suy nghĩ của rất nhiều bạn nữ, rằng là cái việc cầm dương vật nó chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi, nên là em vẫn tin rằng cái chữ búng này á nó cũng không đến mức đau đâu. Rồi bây giờ nó cái câu chuyện là người ta có nên chụp cái ảnh người ta tự sướng để gửi cho bạn trai, cho bạn trai hay không? Dạ, còn có chuyện búng có, nhưng mà đừng có bỏ cái mặt vô. Ừ, thế cũng được, đấy là một câu hỏi, câu trả lời ngắn gọn. Thế thì mình đọc thêm một cái confession thứ hai nhá. Thì có thể những cái confession này các bạn xem cái phần đầu của chúng tôi, bạn đã có câu trả lời rồi. Chị ơi, em và người yêu cũ yêu xa để giữ gìn mối quan hệ, và em và bạn gửi hình và video call sex một phần để giải tỏa nhu cầu nữa. Bây giờ thì không thể tiếp tục được nữa, em và bạn chia tay. Cả em và bạn đều giữ hình video sex của nhau, nhưng mà chia tay không mấy êm đẹp lắm. Em sợ không biết phải nói bạn xóa như thế nào ạ. Cái vấn đề này là niềm tin thôi. Nói thì nói, người ta muốn xóa thì người ta xóa, không xóa là thôi hả? Theo Nam thì như một người bạn của Nam, sau khi chia tay bạn trai được 2 năm quen, thì cái buổi cuối cùng ra ngồi nói chuyện với nhau á, bạn cũng thẳng thắn đề nghị luôn là mở điện thoại ra và xóa cho bạn xem. Thì nói chung là đây là một cái cuộc thương thảo mà, thì phải nói thôi. Nếu như người ta văn minh, người ta hiểu mình, người ta xóa, hai người cùng xóa với nhau, rồi cho nhau đường ai đi thì quá tốt. Còn nếu mà người ta dùng những cái lời biện hộ như anh muốn giữ làm kỷ niệm hay gì thì tới đó mình tính tiếp. Nhưng mà vẫn phải là muốn gì thì nói. Phải nói ra, đúng rồi. Thứ nhất là nói ra, cái thứ hai nữa là lần sau khi các bạn yêu một người mới thì hãy chọn thật là kỹ hơn. Và mình nên có cái kinh nghiệm của đợt này mà mình cyber sex nó an toàn hơn. Thiệt ra mà nói á, thì mình thấy mình khá là may mắn. Ví dụ như chị Minh cũng may mắn, mình cũng may mắn, và rất là nhiều người bạn của mình thì lại cũng rất là may mắn, là cho dù là có cyber sex nhưng đến hiện tại tụi mình vẫn còn ổn. Thật sự. Và cái người mà yêu bạn một cách đàng hoàng á, thì khi mà chia tay đi chăng nữa thì cái chuyện đó cũng là cái chuyện mà họ cũng không muốn bung, là một. Vì bung ra, mọi người nghĩ đi, bạn có thể nhục mặt 10 nhưng mà họ ít nhất cũng nhục mặt 5. Tại vì là một con người đi bung ra cái ảnh sex, những cái chuyện như vậy của một người cũ, không đáng là một người đàn ông, hay là không đáng là một người phụ nữ kiểu có trách nhiệm và đàng hoàng kiểu vậy. Và thì mình nghĩ cuối cùng xã hội nên thay đổi cái quan điểm về sex. Nếu mà lộ sex ra thì đấy là việc chuyện riêng của hai người đấy. Chúng ta có thể nói nhỏ với nhau, nhưng mà đấy vẫn là cái việc mà chả ai nên làm cả. Chúng ta cũng không biến nó thành một cái chuyện công khai, không khiến những cái người mà chẳng may bị một cái lý do gì đấy mình lộ ra cảm thấy xấu hổ vì mình đã làm. Bởi vì thì mình vẫn tin là yêu là yêu, yêu thì sẽ có tình dục, và tất cả đều có những cái rủi ro của nó. Nhưng mà mình không làm cái chuyện xấu, tại sao mình phải đi xấu hổ? Và cái người mà xem và tìm kiếm những cái chuyện đấy mới là những người phải nên xấu hổ. Nên là nhớ nhá, yêu là luôn phải vô lo. Ở cuối chương trình, cảm ơn confession của mọi người. Cảm ơn nhà tài trợ Durex đã giúp chúng tôi giúp cởi mở hơn. Và nếu mọi người để ý từ những lần trước thì sẽ thấy rằng là nếu các bạn muốn mua bao cao su, các bạn không cần phải, bạn có thể tìm những cách mà nó dễ dàng hơn, như là mình mua ở trên Shopee Mall, đúng không? Ở cái gian hàng chính hãng Durex. Vâng, như vậy là tập cởi mở thứ 3 thì kết thúc ở đây. Nhưng mà chúng ta có một cái chủ đề rất là thú vị cho cái tập tiếp theo. Đấy là cho và nhận. Top chủ động hay bottom. Kèo động trên hay, động. Hay là kèo dưới ở trong tình yêu. Nếu bạn là fan xịn của cởi mở, đừng quên vào Apple Store download phiên bản iOS của app Vietcetera. Chúng tôi có một bộ sưu tập bài viết giúp bạn cởi mở hơn trong cuộc sống và cuộc yêu.